Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình Do có nhiều bạn yêu cầu mình là hãy phân tích cái cách ngắm của Sen Van Boning Thì hôm nay mình sẽ làm và phân tích các cái cách ngắm của Sen Van Boning nhé Và ở cuối video thì mình sẽ nêu cái cảm nhận của mình về cái cách ngắm này như nào nhé Đầu tiên thì Sen sẽ chia cái mũi gậy của mình ra làm nhiều phần Phần ở giữa, phần hai bên cạnh ngoài và cuối cùng chia nhỏ ra như thế này Đây là những cái tia mà Sen sẽ ngắm vào bi mục tiêu và cách ngắm của sen là sen sẽ chọn một cái tia mà sen đã xác định Chẳng hạn như là cái tia ở giữa tâm mũi gậy Thì sen sẽ ngắm cái tia đấy vào mép bên phải hoặc bên trái của viên bi mục tiêu Ví dụ muốn đánh bi mục tiêu về bên trái thì sen sẽ ngắm cái tia đấy vào mép bên phải của viên bi mục tiêu và ngược lại, muốn đánh viên bi mục tiêu về bên phải thì Sen sẽ ngắm cái tia đấy vào mép bên trái của viên bi mục tiêu Đó là tất cả những gì mà Sen sẽ ngắm vào mỗi cú đánh Bây giờ chúng ta sẽ đi thử nghiệm từng cú đánh một nhé rồi bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở cái cú đánh đầu tiên này Đánh bi số 2 vào lỗ cuối Thì mình sẽ ngắm tâm mũi gậy vào cái mép bên phải của viên bi số 2 Rồi bây giờ mình sẽ ngắm tâm mũi gậy vào mép bên phải Nhưng mà ở cái tình huống này nếu mà ngắm tâm mũi gậy vào mép bên phải của viên bi số 2 Thì viên bi số 2 sẽ không chạy được vào lỗ Như các bạn thấy là mình đánh quá mỏng Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái tia khác Và cũng tiếp tục ngắm vào cái mép viên bi số 2 về bên phải như thế Bây giờ mình sẽ chọn cái tia là 1 phần 3 cái mũi gậy về bên phải và ngắm vào cái mép bên phải của viên bi số 2. Các bạn thấy cái cách ngắm này rất là thú vị đúng không? Lúc nào mình cũng chỉ ngắm vào cái mép của viên bi mục tiêu thôi. Chúng ta sẽ đến với cái cú đánh tiếp theo viên bi số 3 ở vị trí này. Thì chúng ta phải đánh mỏng hơn một chút nữa. Nên là mình đã chọn cái tia là 1 phần 4 mũi gậy về bên phải. Và cứ ngắm vào cái mép của viên bi mục tiêu và chọc xuyên bi như này. Là viên bi mục tiêu nó sẽ chạy vào lỗ. Rồi ở cái vị trí bi số 4 này thì các bạn thấy là mình phải đánh cực kỳ là mỏng nên là mình sẽ dịch chuyển vị trí cái tia này ra hẳn cái mép ngoài của gậy luôn để xem là viên bi mục tiêu nó có chạy vào lỗ không nhá. Ngắm ra ngoài hẳn mép gậy, chọc xuyên và cũng đưa được viên bi mục tiêu vào lỗ, một cách ngắm rất là thú vị. Chúng ta sẽ đến với cái bi số 5 này và vượt lẫy mình đã ngắm ở bên ngoài cái mép của cây gậy rồi bây giờ mình vẫn ngắm từ bên ngoài cái mép cây gậy rồi đấy thì các bạn thấy là nó đã thiếu cái độ mỏng rồi và cái tia ở bên ngoài mép gậy như này thì nó đã là cái tia cuối cùng rồi nên là mình vẫn ngắm bên ngoài mép gậy nhưng mà mình sẽ không ngắm vào mép viên bi nữa và mình sẽ ngắm lệch mép viên bi khoảng một hai sợi tóc gì đấy để xem nó như nào nhé rồi đã mỏng lắm rồi đấy Úi rồi ôi Quả này mỏng quá rồi anh em Rồi bây giờ mình sẽ thử lại Quả đấy là quá mỏng rồi Bây giờ mình sẽ thử dày hơn một tí nữa Để nó làm sao nó chạm được vào viên bi Đấy ok Chạm được vào viên bi thì viên bi mục tiêu vào lỗ Và viên bi cái nó cũng chạy luôn vào lỗ như này rồi các bạn thấy cái cách đánh này nó có thú vị không Còn mình thì cảm thấy nó cực kỳ là thú vị và tương đối là thông minh Nhưng mà để mà đánh được như trong cái video mình Đánh thử cho các bạn như này Thì mình đã phải tập rất rất là nhiều Mình đã phải tập đến 2 đến 3 tiếng Để mình có thể là có một chút nào đấy Mình biết là À mình sẽ chia mỏng như này Chia vào 1 phần 3, 1 phần 4 Mép ngoài, mép trái, mép phải Mình đã thử đánh cả trăm cú đánh rồi Và mình tự cảm thấy là Cái cách chia này cực kỳ là khó Nhiều khi là mình còn không biết là Mình đang chia nó ở cái tâm mũi gậy Hay là ở vị trí 1 phần 2, 1 phần 3 Nó cực cực kỳ là khó phải qua đến 3 tiếng, gần 4 tiếng thì bắt đầu mình bắt đầu mình có cái cảm giác là à đây là 1/3, đây là 1/4 và mình nghĩ là nếu mà các bạn muốn tập về cái phương pháp này ấy, thì các bạn phải tập cực kỳ là nhiều và về chính cái gậy của các bạn hay đánh nữa chứ không phải là các bạn cứ chia 1/2, 1/3, 1/4 ở tất cả các gậy đều chia như thế bởi vì là mỗi cây gậy nó sẽ đánh một kiểu khác và cái mũi gậy của mình nó cũng to nhỏ khác nhau nữa Và cái cách đánh và cái mắt nhìn của các bạn nó cũng khác Có khi là cái mắt của mình nhìn là 1 phần 3 Nhưng mà mắt của bạn nhìn 1 phần 3 thì nó sẽ không như thế Bởi vì cái mũi gậy nó cực kỳ là nhỏ nên là cái này nó phải luyện tập rất là nhiều Và trong cái video của Sinh Văn Bù Ninh Anh ấy cũng đã chia sẻ là Với cái cách đánh này Anh ấy đã phải luyện mất 20 năm Và càng ngày càng ngày càng chi tiết Càng chính xác hơn về cách đánh này Còn với theo suy nghĩ của mình Thì dù cách đánh nào đi chăng nữa Dù phương pháp nào đi chăng nữa Thì chúng ta vẫn phải tập luyện rất là nhiều Thì mới có thể thành công với cái phương pháp đấy Và cái quan trọng nhất là Mình phải tin tưởng vào cái phương pháp mình đã chọn cứ giữ vững niềm tin mà tập cái phương pháp mình chọn thì cái phương pháp đấy tự nhiên nó thành là cái phương pháp của mình. Còn nếu mà mình cứ thay đổi đi thay đổi lại cuối cùng mình không có phương pháp nào cả. Rồi đó là những cái chia sẻ của mình cho video ngày hôm nay. Các bạn thấy video này hay thì hãy giúp mình chia sẻ video. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình nhé. Để mình có nhiều động lực hơn và mình sẽ làm nhiều cái video hay hơn cho các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào!